Bài tập số 11 trong phần luyện tập về đạo hàm quang hợp. Tìm đạo hàm của các hàm số sau. A y bằng cotan của căn bậc 2 của x bình cộng 1. B y bằng tan của 2x cộng 1. C y bằng x nhân với cotan của x. D y bằng căn bậc 2 của 1 cộng 2 tan x. E y bằng tan bình phương của cái góc x cộng 1 trên 2. F y bằng tan của 2x trừ đi cotan của 2x. Các nhận thấy trong bài này nó vừa là đạo hàm của các hàm hợp nhưng đồng thời nó cũng là đạo hàm của các hàm lượng giác, cho nên thể nhắc nhanh lại những cái công thức cơ bản của đạo hàm hàm lượng giác. Đấy là nếu y là bằng sin x thì y phẩy sẽ bằng gì? Cos x. Nếu y mà bằng cos x thì y phẩy sẽ bằng trừ sin x. Nếu y bằng tan x thì y phẩy sẽ bằng 1 trên cos bình x. Còn nếu y bằng cotan của x thì y phẩy sẽ bằng gì? Trừ 1 trên sin bình phương của x. Thì nhắc lại thôi, vì trong cái bài học về đạo hàm của hàm lượng giác chúng ta đã khảo sát kỹ các công thức về rồi. Trở về với cái bài tập số 11 ở A này, y bằng cotan của căn bậc 2 của x bình cộng 1. Em biết là nếu y bằng cotan x thì y phải bằng trừ 1 trên sin bình x, nhưng ở đây chúng ta không có cotan x mà lại có cotan của cái x bình cộng 1. Vậy xin lỗi, căn bậc 2 của cái x bình cộng 1. Vậy ta quan niệm cả cái căn bậc 2 của x bình cộng 1 này có vai trò như là x ở trong công thức cơ bản này. Vậy thì đến đây em sẽ được y phẩy bằng gì? 1, xin lỗi là trừ 1 chia cho sin bình của x, tức là sin bình của cái góc này. Sin bình của căn bậc 2 của x bình cộng 1. Ta thống nhất với nhau ở cái lý thuyết của đạo hàm hàm hợp là gì? Cái gì mà ta đã quan niệm nó là như là x ấy, thì ta phải nhân với đạo hàm của chính nó. Trong công thức này ta đã quan niệm là căn bậc 2 của x bình cộng 1 đóng vai trò như là x đây. Thì ta sẽ phải nhân thêm với căn bậc 2 của x bình cộng 1 đạo hàm của nó nữa. Cái bài toán này trở về tính đạo hàm của cái hàm này. Vậy y phẩy sẽ bằng trừ 1 chia cho sin bình của căn bậc 2 của x bình cộng 1, không có gì thay đổi, ta vẫn giữ nguyên nhé. Còn cái căn bậc 2 của x bình cộng 1 này, ta viết nó thành x bình cộng 1 tất cả mũ 1 phần 2 đạo hàm của cái hàm này. Hay y phẩy sẽ bằng trừ 1 chia cho sin bình của căn bậc 2 của x bình cộng 1 giữ nguyên nhân với này. Cái hàm y bằng x bình cộng 1 mũ 1 phần 2 mà đạo hàm lên thì ta quan niệm là x bình cộng 1 đóng vai trò như x. Trong cái đạo hàm y bằng x xì mũ 1 phần 2 thì y phẩy sẽ phải bằng 1 phần 2 nhân với x mũ trừ 1 phần 2. Như vậy, ta tạm thời coi x xì bình cộng 1 đóng vai trò như x trong công thức này. Thì em sẽ được nó là 1 phần 2 này nhân với x bình phương cộng với 1 mũ trừ 1 phần 2.
À, ta đã quan niệm x bình cộng 1 như là x thì ta phải nhân với chính cái x bình cộng 1 phải nữa. Đấy. Vậy em sẽ được y phải bằng trừ 1 chia cho sin bình phương của căn bậc 2 của x bình cộng 1 nhân với này. X bình cộng 1 phải thì đứng bằng 2x. Vì sao? X bình đạo hàm lên thì bằng 2x, 1 phải thì đạo hàm lên bằng 0. 2x chia cho 2 thì tử còn lại x. Mẫu còn lại gì? Em để ý đến x bình cộng 1 tất cả mũ trừ 1 phần 2 chẳng qua là 1 trên x bình cộng 1 mũ 1 phần 2 hay là 1 trên căn bậc 2 của x bình cộng 1. Đó là kết quả của cái ý A. Bây giờ ta sang cái ý B này. Ý B nhé. Y bằng tan của 2x cộng 1. Trong các đạo hàm cơ bản của hàm lượng giác ta có y bằng tan x thì y phải sẽ bằng 1 trên cos bình x. Nếu vậy ở đây y lại bằng tan của góc 2x cộng 1. Ta tạm thời quan niệm 2x cộng 1 đóng vai trò như là x trong công thức này. Thế thì em sẽ được y phải sẽ bằng gì? 1 trên cos bình x thì đây sẽ là 1 trên cos bình của 2x cộng 1. Đó. Vì ta đã quan niệm 2x cộng 1 đóng vai trò như x trong công thức cơ bản kia thì ta lại phải nhân với 2x cộng 1 phải. Đến đây thì đơn giản rồi phải không? 2x cộng 1 phẩy thì sẽ là gì? 2x phẩy sẽ còn lại là 2, 1 phẩy sẽ là 0. Vậy y phẩy sẽ bằng gì? 2 chia cho cos bình phương của 2x cộng 1. Đó là kết quả của cái ý B. Tiếp sang cái ý C này. Y bằng x nhân với cotang của x. Chính xác hơn thì đây là đạo hàm của một hàm tích chứ không phải là đạo hàm của một hàm hợp nhé. Chúng ta nghĩ đến cái công thức này, u nhân với v phẩy thì bằng gì? U phẩy v cộng với v phẩy nhân u. Với u ở đây được hiểu là x, còn v ở đây được hiểu là cotang x. Thì khi đó ta sẽ có y phẩy bằng gì? U phẩy nhân với v này, tức là x phẩy nhân với cotang của x này cộng với v phẩy nhân u này, tức là cotang của x phải nhân với x này, hay nó bằng x phẩy thì bằng 1 đúng không? Vậy đây sẽ còn lại cotang của x cộng với cotang của x phẩy, em nhìn đây nó bằng trừ 1 trên sin bình x. À, trừ 1 trên sin bình phương của x mà lại nhân với x nữa. Đấy, đấy là kết quả của ý C. Bây giờ sang ý D. Ý D chúng ta có y bằng căn bậc 2 của 1 cộng với 2 tan x. Thế thì ta viết nó lại thành y bằng 1 cộng với 2 tan x mũ 1 phần 2. Chúng ta nghĩ đến công thức nào? Ta nghĩ đến công thức y bằng x mũ 1 phần 2. Ta sử dụng công thức y bằng x mũ n đấy. Thì đạo hàm của nó sẽ là n nhân với x mũ n trừ 1. Vậy ở đây y phải sẽ bằng 1 phần 2 nhân với x gì mũ 1 phần 2 mà trừ 1 thì thành mũ trừ 1 phần 2 hay bằng gì? 1 trên 2 căn bậc 2 của x. Bây giờ ta tạm thời quan niệm với 1 cộng với 2 tan x này đóng vai trò như x trong công thức này. Nếu vậy em sẽ được y phải bằng gì? 1 chia cho 2 căn bậc 2 của x, tức là 2 nhân với căn bậc 2 của 1 cộng 2 tan x. Đó. Thế thì ta đã quan niệm 1 cộng 2 tan x đóng vai trò như x trong công thức này thì ta lại phải nhân với 1 cộng 2 tan x phải. À, hay nó bằng 1 chia cho 2 nhân căn bậc 2 của 1 cộng 2 tan x. Ta hạ xuống, không có gì thay đổi cả. Đạo hàm của cái hàm tổng này, 1 phẩy thì bằng 0. Hệ số 2 thì giữ nguyên, không có gì thay đổi. Đúng không? Còn tan x phẩy ta đã biết rồi, nó bằng 1 trên cos bình phương x. Vậy tóm lại là ở cái ý D này, cái y phẩy sẽ bằng gì? Mình viết cho nó gọn gàng lại thôi.
2 với 2 ở đây sẽ triệt tiêu đi. Thế còn lại là 1 chia cho cos bình phương của x nhân với căn bậc 2 của 1 cộng 2 tan x. Đó, đó là cái ý D. Để sang cái ý E. Y bằng tan bình phương của x cộng 1 chia cho 2 thì y phải sẽ bằng gì? Chúng ta nghĩ đến cái công thức y bằng x xỉ mũ 2 nhá. Thế y bằng x mũ 2 thì ta đã có quen rồi, y phải lúc đó sẽ bằng gì? 2 nhân với x. Trong trường hợp e này chúng ta quan niệm cái tan x ấy, xin lỗi, tan của x cộng 1 trên 2 ấy, đóng vai như x trong công thức này thì y phẩy lại sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 2 nhân với x, tức là 2 nhân với tan của x cộng 1 chia 2. Thống nhất với nhau là cái gì mà ta đã quan niệm nó như là x trong công thức cơ bản này, ta phải nhân với đạo hàm của chính nó. Vậy em sẽ phải nhân với tan của x cộng 1 trên 2 tất cả phải, hay y phẩy sẽ bằng 2 tan của x cộng 1 trên 2, ta giữ nguyên phần đạo hàm của cái hàm này. Đây lại là đạo hàm của một cái hàm hợp. Ta có công thức y bằng tan x thì y phẩy sẽ bằng 1 trên cos bình x. À, ở đây chúng ta không có y bằng đạo hàm của cái hàm tan x mà là tan của x cộng 1 trên 2. Vậy ta tạm thời quan niệm cái x cộng 1 trên 2 đóng vai trò như là x, thì em sẽ sử dụng cái công thức này, đã sẽ được 1 chia cho cos bình phương của x. Xin lỗi, cos bình phương của x cộng 1 trên 2 nhé. X cộng 1 trên 2. Đây là y bằng tan x thì y phải bằng 1 trên cos bình mà. Vậy thì tan của x cộng 1 trên 2 thì nó sẽ phải 1 trên cos bình của x cộng 1 trên 2, đúng không? Ta cũng đã quan niệm với x cộng 1 trên 2 đóng vai trò như là x trong công thức này, thì ta phải nhân với cái x cộng 1 trên 2 đạo hàm nữa. À, thực chất thì x cộng 1 trên 2 mà đạo hàm lên thì bằng gì em? Nó bằng 1 phần 2 x cộng với 1 phần 2 đạo hàm, đúng nào? Thế 1 phần 2 ở đây không có gì thay đổi cả, còn x đạo hàm lên thì bằng 1, còn 1 phần 2 ở chỗ này đạo hàm lên thì bằng 0. Vậy cái đạo hàm này được kết quả là bằng 1 phần 2, nên ta viết nó gọn gàng lại thành gì? Ở chỗ này được kết quả là cả cái đạo hàm này sẽ là 1 phần 2 thì nhân với 2 đây là còn 1. Vậy y phải sẽ là tan của góc x cộng 1 trên 2 nhân với 1 chia cho cos bình phương của góc x cộng 1 chia cho 2. À, hay cũng có thể viết gọn nó lại thành gì nhỉ? Sin của cái góc x cộng 1 trên 2 chia cho cos mũ 3 của cái góc x cộng 1 trên 2. Ta có thể để ở dạng này hoặc dạng này, tùy theo cái mục đích tiếp theo của bài toán là gì nhé. Thế còn công đoạn tính đạo hàm thì ta có thể dừng lại ở đây hoặc ở đây đều được. Để sang đến chữ Y. Hàm của ta bây giờ là Y bằng tan của 2X trừ đi cotan của 2X. Thì Y phải sẽ bằng gì? Ta biết đạo hàm của tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Bây giờ ta tách nó thành hai cái đạo hàm thành phần đã. Tan của 2x phải trừ đi cotan của 2x phải, hay y phải bằng tan của 2x thì bằng gì? Ta nhìn vào công thức, nếu y bằng tan x thì y phải bằng 1 trên cos bình phương của x. Bây giờ ta tạm quan niệm cái 2x đóng vai trò như cái x trong công thức này, em sẽ được nó bằng 1 chia cho cos bình phương của 2x. À, ta đã quan niệm 2x đóng vai trò như x thì ta phải nhân với cái 2x phải. Tương tự như vậy với cotan của 2x, y bằng cotan của x thì y phải bằng trừ 1 trên sin bình x. À, vậy đây sẽ phải là trừ đi trừ nữa thì thành cộng với 1 chia cho sin bình phương, nhưng không phải là của góc x mà là góc 2x. Và vì ta đã quan niệm 2x giống như x trong công thức này thì ta phải nhân với 2x phải nữa. Bây giờ ta chỉ còn việc phải rút gọn, em sẽ được y phải bằng gì? 2x phẩy thì bằng 2. Vậy em sẽ được 2 chia cho cos bình phương của 2x.
Tương tự như vậy ở đây cũng được 2 cộng với 2 chia cho gì? Sin bình phương của 2x. Đó, ta có thể tiếp tục làm cái động tác nút cộng thì em sẽ được mẫu số chung là sin bình 2x nhân với cos bình 2x. À, 2 sin bình 2x cộng với 2 cos bình 2x. Đặt nhân tử chung là 2 ra ngoài thì sẽ còn sin bình 2x cộng cos bình 2x nó bằng 1 các bạn. Nhân tử sẽ còn lại 2. Mẫu sẽ còn lại là gì? Sin bình phương của 2x nhân với cos bình phương của 2x. À, hay y phẩy em cũng có thể viết cho nó gọn gàng hơn bằng cách là ta nhân cả tử bằng mẫu với 4 thì em sẽ được 8 chia cho 4 hay là 2 nhân với sin của 2x nhân với cos của 2x tất cả mũ gì? Mũ 2 hay bằng gì? 8 chia cho 2 sin của 2x nhân với cos của 2x chính là sin của 4x nhé. Vậy sẽ là sin bình phương của 4x. Đó là lời giải của bài tập số 11. Ta tạm nghỉ trong 1 phút rồi sẽ tiếp tục bước vào cái bài tập số 12.